Vậy hả? Ờ, ừ, coi bánh chỉ, bánh chỉ gì? Chỉ mạnh vô phút tròn. Chà khổ. Chà khổ. Chà khổ. Chà khổ. Lấy ra coi cho khán giả coi coi, đẹp ông không? Ông hậu ơi, tôi để trên bàn thật bây giờ nè. Không, cái này để treo bên hông à. Ai đâu để bàn thật. Không đâu. Để hồi tôi treo chơi rồi bây giờ coi coi đẹp không? Đẹp. Rồi quay ra cho khán giả coi. quá chào mừng rồi chắc. Đâu quay ra coi, quay tôi quay lại cho gõ thôi. Chính cái hình dưỡng già để đồng hồ. Quá đẹp rồi. Hiếp. Đẹp không? Đẹp. Vừa bụng rồi phải không? Mừng, tôi mừng như cái bà già ở trong đó vậy đó. Ờ, à, vậy là đẹp rồi phải không? Ừ, bà già trèo xuồng đó. Bây giờ cảm ơn chị Tiến Lương tôi cái đi. Bây giờ Phúc Toàn nói sao thầy nghe làm chi nha con. Bây giờ thầy cảm ơn con nha. Dạ. Xuống đây ta tâm sự với bà là giống như lông xe lôi vậy đó. Tâm sự. Ta ngồi ta nói chuyện với bà chuyện đời mà. Tâm sự là trên biển. Nó chớ mà bà hai này nè với ông xe lôi với ông thầy Thuận mà gáp lại ba người chắc cười chắc chết chắc bể chắc chạy bữa đó luôn ông mình cha xe lôi gặp bà còn mết à, ông xe lôi già trẻ mà mết ông gặp bà nổi rồi ổng hình như bữa ông nói nhiêu thầy bảy mấy phải không ổng bảy mấy đau đâu dám gên con nó khờ nữa rồi con nó đâu có biết mà ông này kia ở má ở đâu cha mày có bị nhiều căn cứ mà con hỏi bà nè sao mà bà lanh quá trời luôn mà đẻ ra bà thấy khờ dữ vậy đi không dám đi đi chợ đồ rồi kia đi không dám đi ăn uống rồi đắp là có một đứa con một luôn đó hả thì có mẹ con là ở giờ ông có đứa con lẻ bà thấy ra bà bao lâu ông mới chấm mắt có 3-4 tháng bị chúng bỏ à là bà bị chồng bỏ phải không ừ. Rồi mất tiêu tâm tích luôn tâm tích luôn rồi vậy là đẻ con rồi xong bỏ luôn bỏ luôn bà đó cũng đẹp quá trời sao chị bị chồng bỏ vậy trời nó chơi mình nghèo chơi nghèo hả dạ chơi nghèo chứ bà bây giờ bà già bà còn đẹp lão nữa nè ờ đó nha mà bà, giống cái mối tình của bà ui gì ờ đó có nha mà bà còn đẹp ha, tới giờ còn già còn đẹp nè đó nó chơi mình nghèo ồ quá là bụng mình đó, cơ thầy đó bụng rồi kìa đó cơ thầy đó bụng rồi kìa có vô gió này chết nha có vô gió chết